Xin chào quý ông bà cô chú anh chị, quay trở lại video hôm nay mấy anh em cũng đăng tải đến quý cô chú anh chị. Thì một cô cũng rất là gặp khó khăn để vượt đường xá xa xôi đến đây để cầu cứu anh em. Thì thông qua video thì mấy anh em cũng gửi lời đến quý cô chú anh chị, nếu ai gặp hoàn cảnh khó khăn, gặp chuyện bất bình trong xã hội, tìm vợ, tìm chồng, tìm người thân thì hãy liên lạc với lại anh em cho qua số điện thoại trên màn hình, thì anh em sẽ giúp đỡ nhiệt tình và miễn phí. Rồi xin ông bà cô chú anh chị theo dõi video. Rồi em chào chị ha. Chị Phè, hôm nay chị lên đây để cầu cứu anh em thì chị có cái gì khó khăn chị chia sẻ để cô chú anh chị đều biết. Trên Võ Thành Nhân đây là làm sổ hồng và lãnh tiền, làm sổ hồng lãnh tiền tới ngày giao sổ, không gọi, không liên lạc, cắt liên lạc luôn. Có nghĩa là chị đưa tiền cho người ta làm sổ hồng cho chị, rồi bây giờ là người ta không có làm mà người ta lấy tiền của chị người ta xài. Đúng rồi. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Không trả, bây giờ gọi không nghe máy. Và cái người đó tên gì hả, ở đâu Võ hả chị Thành hả? Nhân. Võ Thành Nhân hả? Võ Thành Nhân. Người đó lớn chưa hả chị ha? Võ Thành Nhân nữa nghe. Dạ được rồi, chút xíu nữa. Để xuống đây, để cứu anh em xem. Người đó lớn tuổi gì chị? 88 đây nè, sinh năm 88. 88 hả? Mà đó giờ là chị quen biết là người này gần nhà chị không? Có làm sổ thường người không? Em giới thiệu. Giới thiệu nên thằng này làm được cái làm đi. Thế phải giới thiệu thêm người nữa làm 150. Người tặng ông 7 thì nó trả, còn của đơn chị không trả. Có giới thiệu là hai người, mà cái người kia lại lại trả. Tại sao chị lại không trả? Chị có nói chuyện người đó chưa? Gọi không nghe máy. Cúp máy. Coi như cắt liên lạc của chị luôn. Nó biết mình yếu thế là nó. Lâu chưa hả chị ha? Năm ngoái nó là tháng 7 năm ngoái là giao sổ, để giao 60 triệu là đến ngày giao sổ nó ngắt điện thoại luôn. Rồi tổng cộng là chị đưa hết bao nhiêu tiền? 100 triệu. 100 triệu rồi. Tại sao mình đưa nhiều vậy? Khi mà thêm được biết thì ví dụ mà làm sổ hồng thì mình đưa ví dụ như 30% rồi làm tới đâu mình sẽ đưa xin tới đó. Em cứ nói đưa nó đi còn 60, nó giao sổ xong thì xong sổ thì mình đưa 60 nữa. Dạ. Coi như là cắt liên lạc với chị rồi ha. Liên lạc lấy số lạ, gọi nghe tiếng rồi tắt máy liền. Như vậy thì cái người này là từ đó giờ làm nhiều người chưa? Làm nhiều người, đứng đi hỏi ra tại nhà nó bán nhà nhiều người, nó giật nhiều người. Coi như là mấy chục với người cũng là đi lừa đảo rồi ha. Người mấy trăm. Mấy trăm luôn. Người mấy trăm. Xuống quê vợ nó người ta săn nữa. Không biết nó lừa đảo. Chị ở đâu ha, tên gì ha? Ông Bảy. Đặng Thị Hồng. Chị tên gì ha? Đặng Thị Hồng. Khổ ha, bây giờ là không liên lạc được luôn ha. Không liên lạc được, mấy số lạ gọi nó biết tiếng là cúp máy liền. Dạ. Zalo hay gì còn liên lạc được không? Zalo bây giờ nó ngắt luôn. Ngắt luôn. Nó ngắt xuống người khác thì được, còn mình thì nó biết, nó chặn, nó ngắt luôn. Người khác gọi được. Rồi người đó là có vợ con, có gia đình gì không? Nó có vợ, có một đứa con. Dạ. Vợ ở bên Cần Giờ. Cần Giờ ha. Vợ Cần Giờ. Cái người mà giới thiệu với cho chị có nói chuyện tới người đó chưa? Nói rồi, nó nói này, em đâu có biết nó lừa đảo rồi đâu, em đâu có biết. Em gọi này, điện thoại cho nó, con kia gọi nó, em nói chuyện với chị rồi. Nó nói dối con kia vậy. Mình lúc mình trao tiền mình có viết giấy tờ gì không hả chị? Có viết, tự nó viết, tự nhận tiền. Viết giấy tay thôi ha? Viết giấy tay. Rồi bây giờ chị muốn mấy anh em lên để mà đăng tải dập mặt cái bộ mặt của nó ra. Bộ mặt lừa đảo nó là nôi là công an. Dạ. Nhưng mà mình đâu có, chị có hình ảnh gì không? Hình ảnh mình không biết, nó lừa đảo nó gỡ hình không rồi. Nó tính hình. Toán trước. Trước nó có hình, nó tính toán trước, nó gỡ xuống. Nó chuẩn bị đi, nó gỡ xuống. Nó bán nhà, nó sắp xếp, nó lừa có thủ đoạn.
cái này là lừa có thủ đoạn gỡ hình xuống. Vậy như là lừa có thủ đoạn, có tính toán trước ạ? Tính toán đó mà đặt một cái ở bên Quảng 2 nữa, chạy sang tới nơi quán để đặt cái ở quán cà phê. Quán cà phê hỏi nó cũng 4-5 tháng không lại luôn. Rồi ông xã chị có nói gì không? Ông không biết, không ông nói gì đâu. Dạ, chị giấu ha. Rồi thì bây giờ là cái người này là làm sổ đỏ cho mình. Khi là nhận tiền làm sổ đỏ, bây giờ là trốn mất tích rồi. Và mình đã mất số tiền là 160 triệu đồng. 100 mà. 100. Rồi. Bây giờ là không liên lạc được, mất liên lạc luôn. Liên lạc lấy số lạ gọi được. Mới biết số không rồi. Chị có lên trình báo công an chưa? Trình rồi. Trình công an rồi hả? Công an nó cứ bắt được nó rồi về đây. Thế là công an bây giờ nó phải bắt được, biết địa chỉ người này ở đâu đúng không? Bắt rồi. Gọi về khu phố đó, công an gọi về khu phố đó. Là công an người ta sẽ làm việc ha. Rồi khu phố đó bán nhà, bây giờ là mất liên lạc rồi. Rồi, thế hôm nay là chị lên thì mong anh em tìm kiếm cái người này để chia sẻ lên cộng đồng mạng đúng không? Ừ. Bên ngoài ra chị còn nhờ vấn đề gì nữa không? Nhờ em này mượn 40 vào sáng, một tháng trả 1 triệu mà không trả luôn, trốn luôn. Trời ơi, sao bị nhiều người gạt vậy? Mượn một tháng 40 triệu mà không trả, trốn luôn. Rồi cháu mượn lâu chưa? Lâu rồi, mấy năm nay. Mấy năm nay rồi. Chị nói chuyện đi chị ơi, tí giờ xử lý điện thoại sau, ngồi lên nói chuyện là đứng lên đàng hoàng đó. Thế thì chị cho người này mượn trong cái hoàn cảnh như thế nào? Bỏ điện thoại xuống đi. Khó, khổ nó không có tiền. Hình. Rồi. Khó, nó không có tiền, giúp nó đi. Nó mang ơn. Xong trước khi nó đi nó dọn đi, em đi một tháng em gửi tiền để trả chị gửi số Zalo đấy. Là cái người này quen biết với chị hả? Đúng, quen biết. Quen em khó cũng chị giúp. Bạn bè hay sao? Bạn bè là em khó đúng chị giúp em đi, em mong ơn chị nhiều, giúp em đi. Lúc nó đi nó thôi, mỗi tháng em gửi về cho chị số tài khoản này, mỗi tháng em chuyển. Rồi, thế theo em được biết là chị thế còn đi cho rất nhiều người khác vay tiền nữa đúng không? Ừ. Thì ngoài cái người này 40 triệu ra còn ai nữa không? Có. Ai nữa? Nó từ 200 mấy rồi. 200 mấy là 200 mấy? 270. 270 triệu, rồi người ta có trả chưa? Chưa luôn. Người ta đang trốn luôn rồi hay sao? Đó, không biết nó nói nó về quê mà chưa biết nó về quê hay nó ra trên này, chị chưa thêm lộc đừng nhờ nó không la trả chị cho xã Hư Đen vô cho người. Rồi còn ngoài cái người mà 270 triệu đó rồi còn ai nữa không? Mình cứ nói hết luôn đi. Con ừ. Nguyễn Minh Chiết á là bao nhiêu nữa? Mày ác lắm Chiết, mày sống chó, mày bắt tao đi mượn tiền giang hồ đưa cho mày răng mày lên là cho mượn bao nhiêu nữa? 30 triệu đi mượn tiền giang hồ chị phải trả đó. Trời ơi sao khổ vậy, mình không có tiền thì thôi chứ mình có quan hệ tình cảm gì với ông đó không mà lại cho không không nó than nó khổ giúp giùm anh em bà con gì không? Không anh em bà con mà sao lại cho người ta mượn vậy? Nó giúp giùm nó đi cuối tháng nó trả cho xong rồi dông trốn mà sao mà nhắc tới người này chỉ để khóc sao vậy? Là có cái quan hệ tình cảm gì với người này hả? Không không, tức là nó mượn tiền thì chị phải trả tiền mắc. Tiền lãi. Chứ bây giờ chị mấy người kia chị giật tiền chị cũng rất là nhiều, cũng có người mấy chục, người mấy trăm mà sao chị không khóc, không tức? Tức là cái đấy là tiền chị không ăn là nào cho nó mà chị phải đóng lời bạc 30. Nhưng mà hỏi chị này, chị không quen biết không bà con mắc mớ gì để cho người ta mượn 30 triệu. Thì nó làm chung với nó đi làm, nó thường thường lại nó nhậu, thế nó than thở thì thấy tội nghiệp. Trời ơi. Cứ mượn tiền ra hồ đưa nó là cuối tháng mọi lần cũng mượn dùm nó cũng trả. Hay ngờ là nói nó trốn nó đi. 30 triệu đó đúng không? 30 triệu tiền đó bạc mắc bạc 30. Nhưng mà chị cũng có tiền rồi sao mình không lấy cái tiền của mình cho mà nó mượn. Lúc đó chị chưa có tiền. Dạ. Trước lúc đó thế thì ngoài người đó ra chị còn cho ai mượn khác nữa không? Chị quên tên này, thằng nó mười mấy triệu, người Đắk Lắk. Là mười mấy triệu nữa. Tại sao luôn những cái người mà lạ lạ chị không quen biết mà chị cứ cho mượn? Quen biết em, quen biết nó đang nghỉ, mình thấy tội nghề. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Con chưa đi về học. Chưa. Thì sau này nó nhắn người ta về, nó về sau nó nhắn mấy người nữa.
tiền của ai làm sao làm, nó không trả được cái tiền chị Hồng nó gửi về, nó trả nó bực tức luôn. Trời ơi. Thế mình em đăng lên mày đàn ông mà sống tồi quá. Ừ. Rồi ngoài người đó ra còn cho ai mượn nữa không? Bây giờ thì câu chuyện của chị cũng đã mọi người cũng đã biết rồi, đúng không? Sớm muộn gì thì chồng con cũng biết thôi. Thì bây giờ chị mà muốn tìm lại được thì chị cứ chia sẻ thật lòng, rồi mọi người sẽ có hướng mà giúp cho chị. Và bây giờ tổng số tiền mà chị cho người ta mượn là hiện tại tới bây giờ người ta chưa trả là khoảng bao nhiêu? Chưa. 1 tỷ không? Tỷ hơn. Hơn 1 tỷ luôn. Mà sao chị lấy được đâu mà số tiền nhiều vậy? Bán nhà. Chị bán nhà hả? Rồi mình cho mượn vợ chồng con mình có nói gì không? Không biết. Lớn, nhưng mà cái số tiền mà cả 1 tỷ mà sao mà chồng con lại không biết được? Không, không biết tiền chị giữ là gì mà không biết. À, mình bán nhà thì giờ chị ở nhà, ở có nhà không hay là chị ở trọ? Có nhà. Coi như là kinh tế chị cũng có ha, chị bán nhà nhưng mà mình không làm ăn mà mình cho người ta mượn rồi. Bây giờ mình vẫn còn nhà đúng không? À. Rồi. Bây giờ thì nói chung là do mình giờ nói thẳng là mình cho người ta vay. Thì mình trước hết là có một số người là cũng thương rồi giúp đỡ. Rồi thế có một số người thì mình có lấy đồng lãi nào không? Lãi trả được nhiều hết em. Có trả đâu. Không, nhưng mà thì mình có cho để lấy lãi không? Có lấy lãi đâu, không được nhiều hết em. À, lấy lãi là bao nhiêu ha? Ví dụ 100 triệu thì hàng tháng cái tiền lãi được bao nhiêu? 100 triệu 3%. 3% là 100 triệu lận tháng 3 triệu hay 30 triệu? 3 triệu. Tháng 3 triệu ha. Mà cuối cùng là không ai đóng lãi luôn. Cuối cùng là mất cả chị lẫn chài luôn. Trời ơi, sao mình không tìm cách mình là làm sao cho nó ổn định cho chắc ăn mà mình mới đi cho mượn cái đó là khó lắm ạ. Bao nhiêu người mất rồi, bao nhiêu người bị dịch hội rồi chị biết không? Mình có biết như vậy không? Mình có xem những cái câu chuyện mà người ta giật hội chưa? Không, chị còn. Rồi hôm nay chị lên đây chị nhờ tụi em chị mong muốn điều gì? Không, mong muốn là mấy người thiếu của chị trả cho chị. Bây giờ chị muốn nhắn gửi tới từng người một. Chị muốn nói sao thì chị nhắn gửi từng người đi. Từng người thiếu chị. Thiếu chị. Thiếu bao nhiêu nói hết đi. Nhắn gửi tới người ta. Tuổi gì, ai thiếu bao nhiêu chị nhiều, chị cứ nói ra hết. Nguyễn Thị Nến thiếu 40 và tháng trả 1 triệu, gửi giấy tài khoản gửi tháng 1 triệu xong cúp máy luôn. Vậy có lời nào nhắn gửi tới người đó không? Đó. Thì Nguyễn Minh Chiết á. Rồi nói đi. Em ác quá. Em chỉ đi mượn tiền giang hồ để dùm em, xong rồi em trốn chị phải đóng lời. Sao em trả gửi trả chị? Con người em có lương tâm không? Rồi còn ai nữa không? Còn cái gì? Võ Thành Nhân á, không làm giấy trả tiền này chị. Không gặp đâu chị bắt đi nôi là công an á, báo công an hết rồi. Võ Thành Nhân là bao nhiêu tiền? 100 triệu. Rồi còn ai nữa, nói hết ra đi. Con Nguyệt á, 270 triệu, tháng trả 5 triệu, không trả từ Tết trả được 10 triệu à. Rồi nín luôn, có trả không Nguyệt? Không trả nói lại một tiếng. Cái người này là ai? Người mượn 270 triệu rồi nè. Nó mượn đỡ đáo hạn ngân hàng xong nó trả. Chị viết trong giấy em đáo hạn ngân hàng xong em bán nhà em trả chị. Xong nó im luôn. Ra. Trời ơi. Sao coi như là chị cũng cho mượn nhiều người ha. Tổng cộng là bao nhiêu người rồi? 4 người rồi ha. 5. Rồi còn ai nữa không? Còn mà để người kia xin nhiều để không có tôi có tự giác không? Nhiều lắm, theo chị ấy chia sẻ thì chắc cũng còn nhiều người lắm. Nhưng mà chị cho mượn lâu chưa? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi hả? Người nhiều kia thì là 2.000 bao nhiêu? 5-2.000. Thôi được rồi chị. 18-19. Người mượn nhiều năm 18-19. Năm 18-19 mà sao tới nay chị mới lên tiếng à? Có người là có nghĩa là người ta cũng đóng lãi cho chị ha? Trả dần nhưng không còn lãi. Trả dần ha.
Rồi chị cho nhiều lắm. À. Cậu kể lên giờ thì nhiều lắm. Thì Vũng Tàu thì ai người ta biết người ta thấy. À. Người ta trả. Thì giờ cái cuộc sống của mình ở Vũng Tàu nữa hả? Vũng Tàu à, coi như là bây giờ mấy người đó là mấy tháng nay là coi như cũng còn liên lạc được không? Còn biết tết bỏ cắt số điện thoại. À. Cắt số điện thoại luôn. Rồi bây giờ để coi như mấy người đó thì sao? Chị tính sao? Chị để chị đừng ăn quên. Còn thằng nữa. Còn thằng nữa. Chị nói lớn lớn tí hả? Nguyễn Khá, mày đành đoạn mày ác, mày mượn 30 triệu để chữa bệnh xong Tết, trả nay bao nhiêu cái Tết được Khá. Thôi em sống nhẫn tâm mà Khá. À, 30 triệu luôn mà chưa trả chị. Mà cái đó là chị cho mượn rồi có lời không? Không, không lời đồng nào hết. Nó mượn lên Tết trả, mượn hồi tháng 10 lên Tết trả. Bây giờ đến kéo dài đến giờ năm. Nãy giờ theo rồi, giờ lời chia sẻ thì chị cho mượn rồi cho vay cũng có ha, cũng nhiều. Rồi chị có ghi vô sổ không hay sợ chị quên á? Nãy giờ chị nhiều lắm rồi. Không ghi ngồi nhớ nhớ bây giờ. Trời ơi, chứ giờ chị ngồi chị nhớ nhớ cái hồi nữa lòi ra ngừ nữa. Khi quên rồi sao? Không quên là không nhớ. Giờ mà chị cho nhớ ơi, bây giờ chị cho mượn tổng số tiền là gần cả tỷ rồi nhưng mà tỷ hơn. Cả tỷ hơn rồi. Bây giờ người ta dệt gần hết luôn rồi. Trời ơi, vậy bỏ như ngân hàng nó có phải chắc ăn hơn không? Mà em đang thắc mắc là những người đó mình có thân quen không? Thân, cái thằng em này nó bệnh, nó bị cái gì? Gần nhà chị không? Nhiễm trùng đường máu bên quận 9, nó nhiễm trùng đường máu. Thế vậy tội nghiệp cho mượn đi, nó mượn đi Tết trả đến giờ, nín luôn, không trả. Gọi nước đầu, gọi sang nhà đòi của nó để em chuyển khoản. Cứ em chuyển khoản, bây giờ gọi không nghe máy luôn. Bây giờ nghe lên tức là đi ở vợ nhỏ ở chung cư bên quận 9. Đơn hỏi mình nói sang để sang. Rồi chồng con chị cho mượn là mấy tháng, mấy năm nay rồi mà chồng chị không biết luôn. Không hỏi đến tới cái tiền của chị luôn. Nói ông hỏi tiền thì nó hết rồi, thì nó hết rồi. Chị con đơn nhiều không? 4 đứa. 4 đứa hả? Lớn hết hả chị hả? Đứa nhỏ nhất đây đang đại học. Vô đại học. Chuẩn bị vô đại học. Là tiền bạc con cái nó cũng không hỏi chị luôn à? Không, không biết, nó nhỏ không biết. Rồi, khổ không? Không để ý tới cha mẹ. Chị nói lớn lớn tí chị. Cha mẹ để làm gì làm, nó không để ý tới. Rồi bây giờ cuộc sống mà chị đang làm gì? Thất nghiệp em. Thất nghiệp à? Té xe nghỉ 2 tháng nay, trước có đi làm, nghỉ 2 tháng nay. Ông xã? Ông đã làm gì, bệnh đau ở nhà tôi. Trời ơi, khổ ha. Bây giờ hai chồng ở nhà hết luôn. Có cao đứa đá Hoàng? Rồi mình còn cái tiền mà để sinh hoạt trong gia đình không? Không có. Rồi có nhiêu tiền cho mượn hết luôn, cho vay cho mượn hết luôn. Bây giờ lời cuối cùng chị có lời nào chị muốn nhắn gửi tới những người đó không? Một lời cuối cùng đó để kết thúc chương trình. Nhắn gửi mấy người như Khá, không có trả hết cho chị mà trả dần, mỗi lần mấy triệu cũng hết. Thế mày đành đoạn chị gọi không bắt máy Khá. Mình lớn, mày hứa mày tháng mày trả 1 triệu, mày không trả. Mày cắt máy điện thoại lên. Mày sống có rồi lớn. Mày chết cũng vậy. Mày lộn tiền tao, mày bắt tao đóng chết mẹ mày, mày đi luôn. Mày đàn ông sống tồi. Có nhiều rồi, chị nói hết luôn đi, còn ai nữa? Mày trả, có trả không, có bắt máy không, tao gọi mày có nghe không? Mày đừng chắc nha. Bây giờ gọi điện nó nghe không? Không nghe. Không nghe. Không nghe máy. Mày còn ai nữa không? Rồi, thì hôm nay thì chị cứ nhắn gửi những điều đó đi. Thì để mọi người, cũng như là chị nhắn gửi tới cộng đồng mạng. Nếu ai mà phát hiện ra những người này ở đâu thì báo chị biết, đúng không? Rồi chị sẽ, thứ nhất, nếu mà ai có thể trả cho chị được thì tốt. Chị sẽ gọi là châm trước cho thả trả bao nhiêu trả từ từ cho hết, đúng không?
để tạo điều kiện, còn nếu không thì chị ra cơ quan công an gọi là xử lý đúng theo pháp luật nhá. Thì hôm nay chị lên đây chị chia sẻ những cái điều này, chị có cam kết là những điều chị nói là hoàn toàn đúng không? Hoàn toàn là đúng. Và chị có chịu trách nhiệm trước pháp luật với những lời nói của mình không? Đúng, chị nói đây, nói đây là đúng. Rồi chị có chị đồng có ý sai này, chị có đồng ý cho anh em tụi em sử dụng cái hình ảnh video này để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội không? Có, đồng ý. Và cam kết là cam kết là không gỡ xuống hả? Không. Rồi thì bây giờ chị có lời nào muốn cảm ơn cộng đồng mạng không? Người ta biết thì người ta báo cho. Cảm ơn. Chị nói lớn tí đi. Xin cảm ơn ai gặp được mấy ngày này chị dùng, cảm ơn nhiều. Dạ. Yeah. Tí giờ chị chuyển cho tụi em nhé. Yeah. Rồi tụi em sẽ đăng tải lên thì có cái gì thì tụi em sẽ liên lạc với chị sau ha. Một lần nữa thì mấy anh em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em. Thì thông qua video này thì cô chú anh chị nào mà gặp sự khó khăn, hoàn cảnh tìm vợ tìm chồng thì muốn sự giúp đỡ của anh em thì hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình. Mấy anh em cũng giúp đỡ tận tình và miễn phí. Dạ xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em.